rồi chuyên để chuyên bài anh này em đi học á, có nhiều bạn khóc lắm. Giờ con đi học không khóc, đi con quay clip mà con vui clip đi học luôn á. Học trường gì vậy? Dạ, trường mình đây. Hả? Ở trên trường á, có nhiều bạn học lắm. Ai khóc? Con quậy như nó. Vui nhất trường ơi. Đây, đây văn trường của con. Con xuống trường của con. Đây. Đâu, bữa nay con đi học mang nhất nào? Mang nhất là. Đâu đang nhất coi sao coi. Con mở cái tiếng xem coi. Nhất này hồi bữa là. Nhất này đẹp quá hả? Nhất này em. Bữa đâu có hả cha? Không biết đâu, đó là cho tập thể dục chỗ nào đâu? Đây. Đó hả? Hồi đó con học lớp lớp nhà trẻ ở đâu? Dạ bên kia. Rồi lớp trời lớp mầm ở đâu? Dạ lớp mầm thì ở trên cầu thang bên kia. Vậy hả? Rồi quẹo qua bên phải. Nhớ con học lớp lớp nhà trẻ là cô nào không? Dạ cô Sen, cô Thu, cô Hiền, cô Sen, cô Hiền, cô Yến, cô Trang. Yến, cô Trang học lớp mầm phải không? Còn dạ. Giờ lên lớp trời học cô nào? Cô Hiền, cô Hiếu. Cô Hiền, cô Hiếu hả? Con thương ba, thương tất cả các cô luôn hết phải không? Dạ. Rồi đến đây coi bạn ra đang giao cho ta thể dục cái gì kìa. Chú này ra tập thể dục. Sao mình phải tập thể dục? Tại con hả? Dạ bây giờ các bạn đang giờ các bạn đi tập thể dục hả? Dạ. Hello con, chào con nha. Bạn thấy dễ thương, mấy bạn dễ thương nè. Mấy bạn rất dễ thương nè. Chào con. Chào các bạn. Chào con. Chào các bạn. Các bạn lớp bạn hả? Hả? Con đây là lớp con. Lớp con hả? Hồi đó con đi học con khóc quá trời luôn. Hồi nhỏ khóc con đòi cho mẹ ơi đừng có bỏ con. Hồi nhỏ con học thủy á, cái xong con khóc quá trời quá đó. Dạ, đâu lớp con đâu có chỗ đâu giới thiệu con bông hoa con vẽ đâu. Con có một điểm này còn hay hơn. Cái nào? Như này. Ồ. Cái này lớp của con hả? Dạ. Con hình con đâu? Hình con đang làm bánh hả? Con đang làm nước chanh. Đâu nữa không? Đây là hộp nhịp điệu. Nhìn nè mày chú quy bay kê như thế bay. Đó vậy? Ôi cưng quá nè. Có điều kiện này hơi mắc cười. Điều kiện nào hơi mắc cười? Hình đâu vậy thế? Hình nào hơi mắc cười? Cái không có. Rồi hình vẽ nào trong lớp của con đâu? Nhưng mà quy làm thầy giáo. Rồi giờ sửa xuống tập thể dục nè. Dạ. Rồi cho đi với. Rồi mấy bạn ra tập thể dục. Rồi chơi với nè. Rồi chơi với gái ơi. Rồi tới giờ tập thể dục rồi. Nhớ lên không kịp. Thôi tập dục cho mọi người lại nha. Ha. Bữa nay lâu lắm rồi trà sữa mấy anh phải dùng đi học mới tập được kìa. Trả không kịp luôn rồi. Đâu chạy nhanh thôi vậy, chạy trả không kịp. Nhanh vô lại tập với cô kìa. Tiêu đi học trễ hơn, sửa bụng nhất lớp.
Đọc nghiêm chỉnh lắm nha bà con chú chị. Đọc đọc theo động tác luôn, nghiêm chỉnh lắm. Nếu khó ở trong lớp trà sữa thì khó tham gia các hoạt động lắm. Rồi vậy con ngồi đi chơi nghỉ đi để cháu làm tập đang mệt tại giờ sớm mới đang mệt có ngồi chương trình trà sữa vậy đó con bữa trà sữa nha, học chơi nha, chơi đàn nha.
kính chúc quý bà chú và chị sức khỏe cho bà mẹ ngày qua ạ. Bye.